Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của cầu thủ Huỳnh Công Đến nhé. Huỳnh Công Đến, sinh 19 tháng 8 năm 2001, anh cao 1m61, cân nặng 63kg. Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Phố Hiến tại V-League 2 và đội tuyển U23 Việt Nam. Huỳnh Công Đến là một trong những cầu thủ tạo được ấn tượng tốt dưới màu áo U22 Việt Nam ở những trận giao hữu với đội tuyển quốc gia vừa qua. Anh có cơ hội thử sức ở Nam League 2021 khi gia nhập SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn 1 năm từ câu lạc bộ Phố Hiến. Hiện tại anh mang trên mình màu áo của Bình Định FC. Năm 2012, Huỳnh Công Đến bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại hệ thống đào tạo của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Năm 2017, khi mới chỉ 16 tuổi, Huỳnh Công Đến đã góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế 2017. Nhưng chỉ ngay trong năm đó, Công Đến bất ngờ bị PVF cấm thi đấu 8 tháng vì vi phạm kỷ luật. Tại GBS Bangkok Cup 2019, Công Đến bỏ túi cho mình một bàn thắng trong trận đấu với U19 Hàn Quốc. Năm 2022, Công Đến được điền tên vào danh sách dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021. Huỳnh Công Đến là cánh chim lạ của tuyến giữa U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Huỳnh Công Đến sinh tại Bình Định. Huỳnh Công Đến gia nhập lò đào tạo trẻ PVF vào tháng 6 năm 2012. Anh từng là đội trưởng của U15 PVF giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U15 quốc gia. Tại vòng chung kết U19 quốc gia 2017, cầu thủ quê Bình Định đã thể hiện phong độ thi đấu ổn định, chững chạc khi mới chỉ 16 tuổi. Đáng chú ý, anh ghi 2 bàn vào lưới U19 Viettel ở bán kết và đưa U19 PVF vào chung kết. Huỳnh Công Đến tiếp tục ghi bàn vào lưới U19 Hà Nội trong trận tranh ngôi vô địch, nhưng không thể giúp đội chiến thắng. Mặc dù vậy, phong độ chói sáng đã giúp anh có tên trong đội hình U19 tuyển chọn Việt Nam vô địch U19 quốc tế 2017. Ở vòng chung kết U17 quốc gia sau đó, Huỳnh Công Đến đã tỏa sáng giúp PVF vượt qua Viettel, qua đó lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, những sóng gió đầu đời đã tìm đến Huỳnh Công Đến khi anh mới chỉ 16 tuổi. Ngay sau khi vòng chung kết U17 quốc gia kết thúc, anh cùng 5 người đồng đội khác đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và phải nhận án phạt cấm thi đấu 8 tháng đến từ PVF. Trong suốt quãng thời gian đó, Huỳnh Công Đến phải trở về Bình Định để đi học, cũng như tự tập luyện hàng ngày nhằm duy trì phong độ. Sau khi hết án phạt, Huỳnh Công Đến chăm chỉ tập luyện nhằm chứng tỏ bản thân. Anh góp công rất lớn trong việc đưa câu lạc bộ Phố Hiến giành vé lên chơi hạng nhất sau một năm thành lập. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Huỳnh Công Đến góp mặt tại U19 Việt Nam tham dự GBS Bangkok Cup 2019. Trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc, anh đã có pha dứt điểm sấm sét làm tung lưới đối thủ. Tại giải U20 quốc gia 2020, Huỳnh Công Đến cùng các đồng đội xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ để lên ngôi quán quân. Màn trình diễn xuất sắc đã giúp anh lọt vào top 4 các cầu thủ trẻ triển vọng năm đó, theo lựa chọn của Go. Mới đây, Huỳnh Công Đến đã được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách U23 Việt Nam rút gọn nhằm chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Anh được coi là một thứ vũ khí bí mật của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong giải đấu này, khi không còn nằm trong kế hoạch dụng người của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Huỳnh Công Đến quyết định hồi hương và trở về với Bình Định FC. Anh có màn trình diễn ấn tượng ở vòng chung kết U19 quốc gia 2020. Khi được hỏi anh mong muốn điều gì khi về với Bình Định FC, Huỳnh Công Đến nói anh chỉ mong được trở về phục vụ cho quê hương. Hé lộ về mức lót của Huỳnh Công Đến khi cập bến Bình Định, anh cho biết tôi vẫn còn một năm hợp đồng với PVF. Nếu như thỏa thuận giữa PVF và Bình Định đi đến thống nhất, tôi mới được quyết định có về với Bình Định hay không. Khi đến với Bình Định, Công Đến sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh suất đá chính. Bởi vì đây là câu lạc bộ giàu tham vọng, với thế lực hiện tại họ muốn hướng đến vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng 5 League. Từng có lúc mắc sai lầm nhưng anh đã biết cách vượt qua tất cả đứng dậy sau án kỷ luật 8 tháng. Với niềm đam mê bóng đá, anh được người hâm mộ đặt biệt danh là Tiểu Công Phượng. Dù từng vi phạm nội quy đội bóng nghiêm trọng thế nhưng cầu thủ trẻ Huỳnh Công Đến được xem là của đề dành của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi anh đã biết cách vượt qua tất cả rào cản để tiếp tục trên con đường theo đuổi đam mê quần đùi áo số của mình. Đồng thời, trở thành một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của U22 Việt Nam. Thần tượng Tuấn Anh, chàng tiền vệ Huỳnh Công Đến mong có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ về việc được đem ra so sánh với Quang Hải, anh cho biết, việc tôi được so sánh với Quang Hải, tôi không quan tâm lắm. Anh ấy khác, tôi khác. Trong tương lai, tôi mong muốn có chỗ đứng như anh ấy ở đội tuyển Việt Nam. Trên đây là những thông tin mới nhất liên quan đến cầu thủ Huỳnh Công Đến là ai.
tổng quan những thông tin nổi bật trước thềm trận đấu. Hãy tiếp tục theo dõi Tâm Phúc TV để có thêm nhiều thông tin mới mẻ và thú vị khác nhé!